Cacci na bocca. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi nhân vật Leo nha. Mình sẽ mặc một bộ trang phục S. Cái bộ skin này là bộ skin COA, nhưng mà là vì đời đầu cho nên không có dán cái mác COA. Nhưng mà bây giờ thì cái skin này rất là hiếm. Ok, bây giờ mình sẽ để cái bảng này cho Leo nha. Thường là Leo lúc nào cũng mang cái nhánh mèo hết trơn á. Nhánh mèo tăng mắt cho mình. Mình thì rất ít chơi con này, nhưng mà kiểu thấy skin đẹp quá cho nên vô review cho các bạn xem. Thì đây là trang phục phù thủy biển vàng ha. Và mình đang mượn ạc của bé Trinh để làm clip cho các bạn xem. Trời ơi, bé Trinh cái ạc rất là VIP luôn. Rất là nhiều skin S, skin A thì không thể đếm xuể. Phải nói là gần 200 cái skin A luôn á. Mình không biết khi nào mà mình đu đeo, mình hit cho hết skin của Trinh nữa. Nhưng mà mình cảm thấy rất là vui khi được mượn ạc của bé Trinh để mà review làm clip cho các bạn xem. Bây giờ thì chúng ta cùng vô chơi thôi nha. Chúng ta sẽ vô coi xem tình hình như thế nào. Thì đây là ạc của bé Trinh và cũng đã yêu cầu mình làm về nhân vật Leo này. Đó. Mình thì chơi cũng không hay đâu, nhưng mà cũng vô mình cũng thử lửa xem như thế nào. Mình thấy được cái bóng dáng của tù nhân rồi kìa. Leo trên lầu nhảy xuống nè. Rồi đi ra, bọc đầu. Mình giả bộ mình đi lên thôi rồi mình đi ra, chứ không mình ở ngoài thì nó lại không dám xuống. Ủa, đứng nhìn tôi kìa. Ngáo hả ông nội? Chạy đi trời. Mình tới ngay đít rồi mà còn đứng nhìn nữa. Rồi luôn. Ủa, là bạn đó làm sao vậy? Chạy kiểu xoay cam hả? Xoay cam mà sao kỳ vậy? Mình thấy bạn này vẫn chạy xoay cam ngược ra đằng sau mà mình bọc đầu ra đằng trước thì lại không thấy. Hay thiệt. Thôi, cảm ơn cưng, lên ghế đi. Hỗ trợ tôi mở khóa kỹ năng. Mà bắt ngay chúng Luca đầu thì càng tốt. Mình mang luôn cái phụ kiện ha. Phụ kiện này rất là hợp với trang phục phù thủy biển vàng này nè. Các bạn nhìn có lạ không? Ủa, cái gì vậy cha? Trận này mình không có mang phấn khích nha. Mình chơi khô máu luôn. Tại vì Leo mà lúc đầu mà không đánh được người sớm sẽ rất là phế. Đập nó. Đúng rồi. Nó đi, nó đập đầu vô tường kìa. Đập đầu vô cái Ui da. Tự nhiên ăn cái ballet ngon lành. Rồi, bây giờ mình qua mình múc ông tiền đạo luôn đi, lấy double down. Vô. Vừa lắm. Nhiều chuyện. Tưởng mang phụ kiện S là ngon hả? Tù nhân gục ở đây luôn nè. Kiểu như là ông tù nhân này ổng ổng chơi mà ổng đang tập xoay cam á. Mà ổng xoay cái kiểu gì mà ổng cứ bị đâm đầu vào chướng ngại vật thôi. Rồi ông tiền đạo nữa, ủi thì cũng bụi dơ. Không biết là cha này mang cái gì ở đằng sau lưng, mình nhìn thấy lạ quá. Giống như là cái tay lái vậy đó. Cái tay lái xe của tàu á. Vô đi má. Ủa, sao là quýt trúng tiền đạo? Bay nè, tù nhân bay nè. Ông tiền đạo này cũng me, ông ủi banh mình đây. Chạy đi, đi ra chỗ khác chơi. Ừ, dí đó, có con dung nham dí rồi thì mình tha hồ mình nhấc bóng ha. Cầu COA đợt này về rất là nhiều, nhưng mà mình đập hết bóng đèn vào COA mới này rồi. Cho nên khi nào mà mình mở thêm được skin nữa thì mình sẽ quay về mấy cái COA cũ. Mình thì không có chơi hệ nạp echo tại vì khả năng cũng giới hạn ha. Còn như bé Trinh á, trời ơi, em ấy rất là có điều kiện cho nên hả, mở COA một lần á hả, nạp vô mấy triệu
mở một phát 5 cái skin luôn. Trời ơi, nhìn mà thích thèm luôn. Ui da, sao tụi nó đánh như ballet tôi dơ dữ vậy nè. Gì chứ doctor nó đâu có sợ Rio đâu. Cho nên là mình gặp nó là mình dí cho nó chết luôn. Chứ mình mà kiểu thấy nó ghét á, khó dí á, rồi cái mình thả nó chạy nhông 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 là bảo đảm nó nhây hết game luôn. Cho nên phải cố gắng làm sao mà bắt nó để treo lên trên ghế được. Tại vì nó thẳng ra mà nói thì nhân vật Rio này dí người đa số là áp sát, phụ thuộc vào con dung nham đó, còn Kamsa thì phụ thuộc vào con rối. Chứ ngoài ra là nó chả có skill gì mà gọi là bắt nhanh gọn lẹ cả. Coi kìa, đam mê gỡ con rối của tôi à, lì lắm. Thấy chưa, thấy chưa, thả nó ra một cái hả là nó hiu đầy máu liền, ghét lắm. Thái Lan nữa, bác sĩ Thái Lan à. Kẹt kẹt, mình phải dí cho được nó. Ví dụ như mình dí không được á thì mình cũng phải cố gắng chứ đừng có bỏ, bỏ nó là mình thua á. Làm việc đi cái con rối kia, chặn đầu nó, mình có hai đứa mà đó. Xỉu liền, bày đặt tính tới kiểu bấm chữ T vô gỡ con rối mình á, nhưng mà kiểu quýu quá sợ mình đi bọc đầu mình quýnh cho nên bả bấm không kịp, tại sao bả bị con rối nó quýnh. Thế thì cho nhà ngươi xuống hầm luôn để ta đi chơi. Mình mở hết tổng cộng là 96 cầu COA rồi mà ra có một skin nè, buồn dễ sợ. Bay bay vô đây nè má. Con đồ chơi nó tính bay thẳng xuống hầm để nó cứu, nhưng mà nó bay làm sao mà tới cái vách tường cái bà bay không tới, bà rớt xuống mất. Rớt xuống thì tới số rồi, tới số rồi cưng ơi. Bay đập mặt vô tường hả, cái tội bay ngu à. Rồi luôn, đứng đây làm gì thanh niên, chết chùm hả. Rồi luôn, đoàn tụ các bạn này, đoàn kết nhờ. Nghĩ sao cứu hầm với mình chưa thả con lửa con dung nham ra nữa, mình đi quýnh chay thôi. Đầu hàng đi mấy má để mình qua trận mới nào. Buông xuôi bạn đồ chơi, buông xuôi. Ôi cái skin này nhìn kiểu như là giác vàng, nhìn vô là nồng cái mùi mùi dầu cỏ rồi, kiểu như là ôm cái ông này ngủ không rồi cũng có ăn nữa. Ok, mình sẽ làm thêm trận đấu nữa nha mọi người, mình sẽ làm thêm trận nữa coi cho nó đã. Chúng ta qua trận 2 thôi nào. Ok, trận này mình ở cái map nhà thờ đỏ. Thì đối với mình mà nói thì chơi Leo ở mấy cái map này cũng khá là mạnh, bởi vì nó cũng nhỏ, mình đỡ phải đi xa. Nhưng mà với điều kiện là kiểu như mình phải biết chặn đầu nha, chặn đầu với lại tốc biến blink này kia cho nó chuẩn thì mới lấy được hit nhanh được. Gặp bà đồ cổ này đánh cái là có lửa liền luôn nè, nhưng mà có một mình bả thôi nên mình bị khóa đánh thường. Ok, bây giờ mình thả con lửa ra để đi bọc đầu. Con lửa này phá pallet cũng nhanh. Nó đi chặn đầu nó đây. Bây giờ chỗ này là hết pallet rồi, bắt buộc là phải chạy ra ngoài để đổi 7 cây. Một hit. Mình thì chơi con Leo này mình tốc biến dơ lắm mọi người, không hiểu vì sao luôn á. Trời ơi, cái lúc này mà có Blink là mình qua mình bợp tay là trúng rồi. Nhưng mà Blink chưa có, bây giờ thì mới có nè. Bây giờ có thì nó chạy mất dép rồi còn gì nữa. Đồ cổ này là còn gậy nè. Đó, thấy chưa? Xa quá. Trời ơi, vô. Vô vậy. Đấm nó. Trời ơi. Ui. Trời ơi, mình đánh dơ. Mình đánh dơ lắm luôn á mọi người, mà tóc biến dơ nữa mà nó còn dơ hơn mình nữa.
Bà nghĩ thì sao cái chỗ đó mà bà nhảy đi vô đó trời, bà không xoay cam à? Ý là bà không nhìn đường hay sao á? Kiểu như bạn của tù nhân hồi nãy nè, giờ hết cha lửa rồi. Hết lửa rồi, đi kiếm đứa lấy lửa để thả con Dung Nham ra thôi. Mình thì mình không có chơi thường xuyên nhân vật này cho nên đôi khi xử lý nó còn hơi vụng về đó các bạn. Trời, mình có con Dung Nham đây là mình thả nó là ok. Ơi chặn đường kìa. Trời, sao mình ghét mấy cái đứa nào mà ngán đường mình ghê luôn á. Rồi thêm má chủ tế này nữa, thích gỡ rối lắm phải không? Trời ơi dơ kìa. Kiểu như một năm 12 tháng chơi một lần là kiểu gì mình cũng không thể nào canh được cái tầm đánh của mình với survival. Là đánh cái kiểu gì nó cũng hụt hết. À có cái vòng, chui vòng lấy lửa, chui vòng lấy lửa. Nó chạy nhanh quá à, nó chạy qua tới bên kia rồi. Mà hình như là cái bà đồ cổ này bà không có biết quay tay mọi người. Các bạn thấy bả toàn qua chạy bộ không không? Nè, không biết tôi đi đường này luôn à, nhưng mà vô tình mình đã bị đánh rồi. Khóa đánh thường, thấy ghét ghê á. Trời ơi, nó qua đây nó còn có hộp nhạc của dancer nữa. Đứng lại coi cái con kia, chạy gì thấy ghê quá vậy. Cho đánh một hit yêu thương coi nào. Leo phụ thuộc vào Dung Nham dễ sợ luôn á. Trời ơi, cái máy để đây nó khó chịu. Phải đánh cái con này lẹ. Ui rồi ơi, sao mình dơ dái thế này? Nó đứng ở ngay gần mà đánh còn hụt nữa. Trời, con Dung Nham nó chơi còn hay hơn mình chơi nữa mọi người. Dung Nham nó đánh một cái là xỉu luôn, mình đánh tới ngày mai chưa trúng nó luôn. Phá mấy cái hộp nhạc này mới được. Con Leo này mà gồng đòn đánh cũng lâu nữa, nó gồng đòn rất là lâu. Tán luôn. Như mình đã nói là mình ghét mấy cái đứa nào ngán đường ghê á, chứ không lẽ giờ nó trước mặt mình không quýnh. Thôi mà nói chung là con đồ cổ nó chạy mất dép rồi. Bây giờ máy này cũng kiểu như là nó để máy này là máy cuối hay sao á. Rồi chứ còn gì nữa. Tính để máy này là máy cuối à. Ơ khó chưa? Thế đứng kế bên mà đánh không bao giờ trúng. Xàm thiệt. Vô đây cái con gián kia. Coi kìa. Ơ sao lại gõ trúng Dancer? Phải gõ trúng con Fiona đúng chứ. Con Dung Nham này nhiều khi cũng có cơn lắm. Kiểu như là nó thích đánh ai nó đánh vậy đó. Cái đứa cần đánh nó thì nó không đánh. Con gì đây? Con robot. Đứa nào lục ra robot vậy trời? Con Ủa? Robot này là của đứa nào? Ủa mọi người, đào vàng nè, đồ cổ nè, Dancer nè. Mà không lẽ robot của Dancer? Robot của Dancer à? À đúng rồi, vũ công nó mình mất dấu, nó mình không có nhấc bóng cho nên nó điều khiển được robot. Qua đây mấy đứa, tổ chức party bên này cho vui. Rồi xong, hai cái vờ linh dơ trong một trận đấu quá bựa đó, chỉ có việc đánh nó như thế thôi mà đánh không xong nữa. Rồi đánh ghế luôn, mình chơi cái trận này đúng là vỡ lòng thiệt luôn á, đúng chất vỡ lòng luôn á. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng, mình giết bốn chứ mấy cái đứa này nó nhầy quá. Con này hết gậy luôn rồi, hết gậy luôn rồi đúng không? Bay luôn rồi nè, cho nó lên ghế cho nó bay luôn. Chứ bây giờ nó tồn tại ngay giờ phút này không có nghĩa lý gì hết trơn, dư thừa. Với cái nhân vật Leo này có một cái tướng đi rất là giống Ben và mặt cười ha, khá là giống, nếu như mà không nhìn gần thì lại không biết.
không chịu chạy xa xa ra ra mà còn đứng đây mà gỡ rối, kiểu như không muốn chơi nữa hay sao á. Chứ bà chủ tế đâu mà chả thấy bà gọi vòng xa luôn. Bà biết á, bà gọi vòng xa cho bà dancer này có khi là heal được rồi. Dán sticker với tôi. Mình chơi Hunter mình ít dán sticker lắm, nhưng cái đứa nào mà nó xạo quá xạo rồi thì mình mới dán lại thôi. Có ngay tay nè. Dạo gần đây á, thì mình hay chơi chung và làm clip chung với bé Trinh, à đầu hàng luôn rồi kìa. Ừ, tiễn dông các bạn. Đó, cho nên hai chị em chơi cảm thấy rất là vui, mặc dù là thua có hơi bị nhiều. Ôi, ok, bây giờ mình sẽ kết thúc trận đấu ở đây. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau nha. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình. Like nha mọi người, like và chia sẻ nha. Mình mới có động lực mà làm clip tiếp nè. Bây giờ thì bye bye. Chào, tạm biệt cả nhà.